chào tất cả mọi người. Vừa rồi thì mình đang test một em mixer. Bởi vì trong thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều người đã inbox hỏi mình là chọn bộ mixer nào để phù hợp với phòng thu này, phòng cà phê hay là những sân khấu hoặc là hội trường lớn. Vì thế mà trong ngày hôm nay mình quyết định là review cho các bạn một sản phẩm là bộ mixer để giúp các bạn có thêm những thông tin trước khi quyết định mua một bộ mixer dành cho mình nhá. Và sản phẩm hôm nay mình review đó chính là em mixer Yamaha MG12XU. Ở đây là dòng MG thế hệ thứ 3 của hãng Yamaha. Và hãy cùng theo dõi trong video để mình mang lại những thông tin gì đến cho các bạn nhé. Ok, let's go. Mình thấy có rất nhiều bạn không có kinh nghiệm lựa chọn mua mixer và thường lựa chọn phương thức là mua online bởi vì nó rẻ và tiện lợi. Nhưng mà vô hình chung thì có rất nhiều bạn đã mua phải hàng fake. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những đặc tính của em mixer Yamaha MG12XU chính hãng để giúp các bạn có thể phân biệt được hàng giả và hàng thật nhé. Và ngay bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thấy những cái nhận diện đầu tiên để các bạn phân biệt được hàng thật và hàng giả. Ở phía hộp của sản phẩm, ở phía sườn của nó thì sẽ có các loại tem để các bạn có thể nhận diện nhé. Đầu tiên đó là tem chính hãng của nhà sản xuất Yamaha. Tem thứ hai đó là tem xuất xứ của sản phẩm. Và sản phẩm này thì được sản xuất tại Malaysia. Cái loại tem thứ ba đó chính là tem của nhà phân phối. Và ở đây thì sản phẩm mình chọn mua đó chính là của nhà phân phối Trung Chính Audio nhé. Và loại tem thứ tư mà không thể thiếu ở bất cứ một sản phẩm chính hãng nào đó chính là tem thông tin phụ. Ở đây thì sẽ có những cái thông tin chi tiết của sản phẩm. Và tem này chính là một cái nhận diện mà các bạn có thể nhìn thấy ngay sau khi mà các bạn mua cái sản phẩm mixer đấy về. Có một chi tiết rất là quan trọng mà các bạn có thể để ý ở sản phẩm em mixer này để phân biệt hàng chính hãng và hàng fake, đó chính là tem của thương hiệu Yamaha có được dán ở cái phần sườn của em mixer này. Và những cái sản phẩm fake hay là sản phẩm giả ấy, thì nó sẽ không có cái tem nhìn nó được đẹp và nó được mượt mà như thế này. Tiếp theo đó là cái serial number. Cái serial number của sản phẩm này thì sẽ được in ở phía này và được dán ở bộ phận sườn của mixer. Và các bạn có thể kiểm tra và check cái serial number này khi mà mua sản phẩm nhé. Nhắc đến dòng mixer Yamaha MG thì theo như mình trải nghiệm cũng như là đánh giá của nhiều người sử dụng thì đây là một dòng có rất là nhiều ưu điểm vượt trội. Như là cái cách sử dụng thì vô cùng là dễ dàng. Các bạn chỉ cần đọc qua cái cuốn hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm là các bạn có thể hiểu được cái chức năng và cách sử dụng cái bộ mixer này như thế nào rồi. Về mẫu mã thì vô cùng đa dạng, từ 6 đến 20 channel chúng ta có thể lựa chọn. Và với cái thiết kế chắc, bền và linh hoạt thì các bạn có thể sử dụng cho nhiều nhu cầu khác nhau. Hoàn toàn có thể lắp cho phòng thu, phòng karaoke cho tới những hội trường hay là sân khấu lớn thì đều mang lại một cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Và theo như mình đánh giá thì đây là một cái sản phẩm chất lượng rất là ok trong cái tầm giá. Quay trở lại với em mixer Yamaha MG12XU này thì em này đã được thừa kế rất là nhiều những ưu điểm vượt trội của dòng MG nói chung. Ngoài ra thì hãng đã bổ sung thêm rất nhiều những chi tiết và những ưu điểm vượt trội được tích hợp luôn trong em mixer này. Và một trong những ưu điểm đó mà được các soundman đánh giá là huyền thoại của em mixer này chính là bộ xử lý âm thanh. Bộ xử lý âm thanh này thì với 24 chương trình và hiệu ứng dành cho giọng hát này, nhạc cụ này và micro chuyên dụng thì các soundman cũng như là người sử dụng có thể tích hợp luôn các hiệu ứng đó mà không cần phải những bộ xử lý âm thanh cồng kềnh bên ngoài như trước kia nữa. Và chất lượng âm thanh mang lại thì có thể sánh ngang với những dòng mixer cao cấp như VAM ở phòng thu. Tính năng của em mixer này thật sự tuyệt vời đúng không các bạn? Và để có thể sở hữu một em mixer Yamaha MG12XU này chính hãng thì các bạn nên tới showroom của Trung Chính Audio. Trung Chính Audio là một trong những địa chỉ cung cấp và phân phối mặt hàng chính hãng của Yamaha với 4 showroom trên toàn quốc, 2 showroom tại Hà Nội và 2 showroom tại thành phố Hồ Chí Minh. Và để có những trải nghiệm âm thanh thực tế với em mixer Yamaha MG12XU này, các bạn có thể tới trực tiếp các showroom đó hoặc đặt hàng qua số hotline hoặc website mình để dưới đây để được tư vấn và giao hàng miễn phí trên toàn quốc nhé. Hy vọng những thông tin vừa rồi do mình chia sẻ sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về em mixer Yamaha MG12XU này. Và đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube của Trung Chính Audio để nhận những thông tin mới nhất cũng như những ưu đãi hấp dẫn nhé. Xin chào!
chỉnh audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.